Như vậy công cụ của chúng ta ở đây đang chuẩn bị để gửi mail hàng loạt. Vậy những việc các bạn cần chuẩn bị là cái danh sách gửi mail. Như vậy danh sách này các bạn muốn trong cái email của mình á, nó có cái gì thay đổi thì các bạn chuẩn bị cái file Excel có những thông tin đó. Ví dụ danh xưng anh chị ông bà, ví dụ kính mời anh Nguyễn Văn A, kính mời chị Bùi Thị B, thì nó rõ ràng như vậy là danh xưng của chúng ta, hoặc là ông bà. Rồi tên, sau đó là chức vụ, tùy các bạn muốn có thông tin gì thì các bạn thêm vào. Ví dụ như là các bạn gửi mail marketing thì nó có thêm là công ty. Nhiều khi mình gửi hàng loạt công ty để chào hàng thì mình có thêm cái công ty vào. Và cái quan trọng nhất là các bạn phải có email. Email. Và tại vì chỗ này thầy không muốn show cái thông tin cá nhân của các bạn, cho nên thầy cho nó nhỏ lại. Được chưa? Đó, nhỏ lại. Còn việc các bạn làm thì các bạn chuẩn bị đầy đủ cái danh sách này. Cái thứ hai là các bạn sẽ mở Word ra và các bạn sẽ chuẩn bị một cái mẫu thư. Mẫu thư trên Word này. Và thầy đang setup một cái mẫu thư của chúng ta, là thầy để sẵn cho chúng ta là chèn cái hình ảnh để gửi cho nó nhanh, thay vì mình gõ từng chữ một. Thì cái sự kiện mà thầy đang muốn sử dụng đây, sự kiện của chúng ta, mail pin đây, ok, thầy đang sử dụng cái sự kiện này. Và các bạn đang nói rằng là hôm trước mình đã có làm một lần, nhưng mà cái chữ của mình nó không đi theo cái hình mà mình mong muốn, nó bị nhảy lên trên góc. Thì chú ý chỗ này giúp thầy nè. Ở chỗ này khi mà mình chèn cái hình vào Word thì ở đây nó sẽ chèn cái hình này ở chế độ là Inline with Text. Inline with Text là một ký tự các bạn. Cái hình này là một ký tự, tương đương với một ký tự. Cho nên mình chuyển nó sang, chuyển nó sang chế độ ví dụ như là behind hoặc là in front. Mình cho behind text. Ở chỗ này nè, ngay tại lúc này bạn không di chuyển được cái hình này đi được, tại vì nó là một ký tự và nó là ký tự đầu tiên trong cái trang Word này. Cho nên mình di chuyển thì có thể là nó xuống cái dòng dưới. Chứ còn mình muốn di chuyển đi đâu cũng được là không có làm được. Thì chúng ta sẽ chọn là behind text. Rồi, nhiệm vụ của mình bây giờ, mình có thể chỉnh nó ra cái trang Word cho nó rộng, dễ nhìn. Chuyển xuống dưới. Ổn chưa? Bây giờ mình sẽ chèn vào. Như vậy mình sẽ tưởng tượng rằng là trong này mình sẽ là thư mời, đúng không? Cái này mình làm là thư mời nè. Thư mời, kính gửi anh chị gì đó, chức vụ gì đó. Như vậy mình sẽ design thêm chỗ này chữ thư mời. Các bạn sẽ insert vô đây một cái Word ad. Ví dụ ở đây là nó đang dùng chữ này. Insert vô, kéo cái này xuống dưới. Và cái Word ad của bạn bây giờ, bạn kéo cái Word này xuống. Thư mời. Thư mời. Cho nó nhỏ lại, cho nó tương đồng với lại cái thông tin. Chỗ này mình sẽ ghi tiếp theo là kính gửi
anh chị gì đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ phải insert thêm một cái quật add nữa, nhìn cho nó dễ nhìn. Kính gửi hoặc là thân mời hoặc là cái gì đó tùy các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho cái size giảm xuống, và phông chữ các bạn có thể là đổi phông khác, nhưng mà tốt nhất là các bạn dùng cái phông gì đó mà nó có thể hiển thị tiếng Việt ở bất kỳ máy nào. Đừng có để mà cái phông đặc biệt quá, đến khi mà qua bên máy người ta không có cái phông đó thì nó không hiển thị được. Cho nhỏ lại tí xíu, kính gửi. Rồi mình sẽ tiếp tục. Ở chỗ này mình sẽ kéo dài ra tí xíu cho kênh giữa luôn cũng được. Chỗ này nè, tí nữa mình sẽ gửi là anh chị nè, anh hoặc chị nè, Nguyễn. Bây giờ mình muốn có đổi màu không? Đổi màu đi ha, đổi thành màu khác đi. Như vậy mình sẽ cho cái quật add khác đi các bạn. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl Antenat kéo ra cho nó khỏi bị nhảy. Cái này nhiều khi nó lớn quá cái là nó bị nhảy chữ á các bạn. 16, 14, 16, 14. Rồi 14 đi. Ok. Mình đổi lại cái quật add này. Black đi ha. Black không thấy gì hết. Outline text field. Text outline. Text field. Pin. Rồi ok. Màu hồng mà. Có màu hồng không? Text outline. More color. Được chưa? Kính gửi gì đó anh chị. Rồi xuống dưới này mình sẽ có thêm cái nữa là chức vụ. Chức vụ mình sẽ để là in thường, format cái rồi cái chữ này các bạn, mình để cho có thôi chứ tí nữa mình cũng thay bằng nội dung khác à. Mình để cho mình dễ nhìn thôi các bạn. Chỗ này ví dụ như là anh Nguyễn Văn An, ví dụ như vậy. Nhưng mà tí nữa rồi mình cũng đổi bằng cái nội dung khác chứ mình không có giữ. Thư mời, kính gửi anh chị, mấy cái thông tin này mình đưa xuống dưới một tí cho nó cân đối. Được chưa? Và nhiệm vụ của mình rất là quan trọng, mình phải group nó lại các bạn. Group các đối tượng này lại. Nếu mà các bạn không group, tí nữa nó sẽ nhảy. Rồi hôm trước các bạn làm nó bị nhảy là do các bạn không group lại. Bây giờ mình sẽ group nè. Group cái gì? Group cái thứ nhất là cái hình. Cái hình nền ha. Cái thứ hai là chữ thư mời. Thư mời. Nhấn shift nha.
Nhấn ship. Kính gửi anh chị chức vụ, tất cả đối tượng này mình chọn, sau đó các bạn click chuột phải rồi mất rồi. Nhấn ship. Bạn click chuột lên cái biên nè. Và chúng ta chọn group. Group lại kịp không? Group lại. Mình mới đang ở công tác chuẩn bị thôi. Tiếp theo, các bạn sẽ chọn vô trong cái phần mail. Mail, được không? Chọn vô xuống dưới, step by step. Chọn từng bước, step by step. Kịp không nào? Và mình chọn cái mục thứ hai. Chọn mục thứ hai là email, message. Kịp không? Đến đây kịp không? Rồi chỉ xong đi rồi nghỉ. Kịp không? Vô, bình thường là mình đang ở home nè. Mình sẽ lên menu, mail, mail link. Thấy không? Rồi chọn xuống đây, sạc mail mệt. À, mình sẽ chọn cái step by step luôn. Thì nó ra cái bảng này. Kịp không? Rồi bấm vô email message. Bấm vô email message. Rồi tiếp tục ha. Đây mình có tổng cộng 6 bước. 6 bước. Mình sẽ chọn next. Bước đầu tiên. Bước đầu tiên. Thì bước này nó sẽ hỏi mình là sử dụng cái mẫu nào, sử dụng cái mẫu nào để gửi mail. Thì nó có lựa chọn dùng cái văn bản mà đang mở, hay là mình sử dụng cái mẫu khác ha. Đó, dùng cái đang mở nè. Mình dùng cái đang mở nè. Và mình chọn next. Danh sách gửi mail. Danh sách gửi mail. Hiện nay chưa có. Mình chọn danh sách gửi mail. Được chưa? Đến bước thứ ba nè. Các bạn đến bước thứ ba chưa? Rồi, chọn danh sách gửi mail. Thì mình chọn vô cái browse. Browse. Và chúng ta sẽ đi đến cái danh sách mà hồi nãy chúng ta chuẩn bị đó. Đây, danh sách khách hàng. Kịp không? Kịp nha, danh sách khách hàng. Open. Chọn OK. Bởi vì danh sách này mình chỉ có một sheet thôi. Còn ví dụ file Excel các bạn có nhiều sheet thì bạn chọn đúng cái sheet mà mình cần gửi. Có bao nhiêu khách hàng nó hiện hết lên đây. OK. Bước tiếp theo, chọn Next qua bước thứ tư. Mình có danh sách khách hàng chưa? Đây, nó để là sheet 1 in danh sách khách hàng XLSX. Tiếp theo nào. Net. Được không? Và chỗ này nó có cái chữ more item ở ngay bước 4. Bước 4 nó có phần more item. Được không? Bây giờ bắt đầu mình chèn nè. Thứ nhất, anh chị chỗ này bôi đen cả cái đoạn này luôn. Bôi đen cả cái mà anh chị với lại cái họ tên này các bạn. Mình sẽ chèn cái gì vào đây? Thứ nhất, danh xưng. Thứ hai, tên. Đóng lại. Nhưng mà danh xưng với tên này nó liền nhau. Tí nữa là chữ anh với lại cái họ của mình như dính luôn á. Cho nên mình cách ràng cái. Mình thấy cái chữ danh xưng
nó có cái biểu tượng, có cái ký tự đặc biệt khác nè, khác chỗ kính gửi hồi nãy của mình. Bây giờ cái chữ danh xưng của mình nó có cái dấu nháy, dấu ngoặc, ngoặc đôi. Tên sinh viên cũng dấu ngoặc đôi luôn. Bây giờ chức vụ, bôi đen cái chức vụ, mình thay cái chức vụ này bằng gì? More item. Chức vụ insert. Được chưa? Rồi. Next, bước thứ 5. Đây, nó đã mệt lại cho mình rồi đây. Thư mời, kính gửi anh Nguyễn Vũ Duy Anh, giám đốc. Nét, trưởng phòng kinh doanh, chị Võ Thị Ngọc Anh. Nét, nét, được không? Và mình có tổng cộng bao nhiêu cái danh sách thì nó sẽ mệt ra đây hết cho mình. Kịp chưa nào? Nét đến bước thứ 6. Đến bước thứ 6 thì nó sẽ yêu cầu mình làm mỗi một việc là gì? Gửi mail. Bước thứ 6 nó làm cho mình là gửi mail. Mà mình bấm vô đây, gửi. Trong này nó sẽ nói là mình gửi mail thông qua cái trường nào. Thì mặc định nó nhìn thấy chữ email là nó tự chọn. Còn nếu mà bạn để cái tên trường khác mà nó chọn không đúng thì mình phải vô mình chọn lại. Thì ra chỗ này tiêu đề tùy các bạn. Ví dụ như là thư mời tham dự sự kiện, let, sự kiện âm nhạc đúng không? Sự kiện tham gia bữa tiệc âm nhạc. Rồi, chỗ này là OMG mời. Đó, OMG mời. Được chưa? Thư mời tham dự sự kiện. Các bạn thì các bạn sẽ giúp cho thầy. Chỗ này các bạn sẽ giúp cho thầy lắp 5 đi. Lắp 5. Lắp 5 thôi. Để cho nó ngắn cái tiêu đề lại. Lắp 5 ha. Ngắn cái tiêu đề lại. Số thứ tự nữa. Chấm số thứ tự của các bạn. Để mà thầy nhìn thấy là thầy biết thầy chấm điểm luôn. Rồi lắp 5 chấm số thứ tự. Rồi sau đó là cái tiêu đề. Kịp không? Ok. Sau khi mà các bạn bấm ok, bắt đầu nó gửi rồi các bạn. Đó, nó đang thay đổi. Đang thay đổi thông tin để gửi đó các bạn. Đang gửi đó. Như vậy các bạn sẽ nhận được mail. Và bài làm của các bạn thì các bạn thêm cái email quen thuộc của thầy vào. À, tqbinh@gmail.com. Thêm cái email quen thuộc này vào giúp thầy. Và chúng ta đã gửi mail thành công. Sử dụng Outlook mail mạnh để gửi. Được không nào?